Nha, hôm nay tiếp cái cảnh chia sẻ một cái nhãn cổ thụ của ông em. Đấy, ông nhờ chia sẻ và bán giúp. Đây là cái nhãn cổ. Nói tuổi thì không nói các bạn. Cái này theo mình nghĩ nó nhiều năm tuổi lắm đây. Chắc phải đến 40-50 năm tuổi. Cái cây này trông dáng thế nó thì nó lùn. Đấy. Bonsai, đấy các bạn nhìn này. Tam đa ba cảnh. Cái này vanh bẹ gốc của nó là 500, còn cái vanh đấy vanh bẹ gốc, còn cái vanh chỗ bé nhất giữa thân thì nó vào 230, tức là đường kính của nó vào 80. Đấy. Cái tay nó bay. Đấy. Cây phát triển khỏe. Đấy các bạn nhìn cây. Cây này tán tán cả làng này, đấy, nhìn này. Quá quả vẫn được. Đấy. Cái nào là bảo tồn nhé. Về phát triển thành cây bonsai được. Thoát là chỉ 1,4 m thôi các bạn nhé. Đấy, nôn nực luôn. Trong cái tay. Anh nào mà lấy được hết cả cái tay kia nó bay ra kia rất xa. Đấy. Còn mình nghĩ chỉ cắt chơi bonsai thôi. Đấy. Đấy. Giờ còn mắt bonsai đây. Đấy, bạn này, tay này nó bay rất là đẹp. Cây như này thôi nhưng mà vào con mắt bạn nào mà cả nó hợp khu hợp nhãn đấy, là về biết chế tạo thành cây nghệ thuật, nó khủng của nghệ thuật này. Phôi nó như này được còn đẹp hay không thì do người, các bạn nhìn này, do người chế tạo thôi. Giá cả rất rất là hợp lý thôi. Cây khai thác mà chủ yếu cây của gia đình, bán bao nhiêu dính công cán thợ công đào ông thiết xe cẩu về nhà các bạn thôi. Tôi nghĩ là nó gia đình em nó muốn bán là nó nhờ mình chia sẻ bán giúp. Cái cây này thì thật ra là nó rất là to già này, những anh nào mà có về chuyên môn và bảo tồn có điều kiện thì các anh phát triển thành những cây cảnh sau này, này cây cảnh để đời thì các anh thì alo nhé. Đấy, những cây to này thì mình không có điều kiện đầu tư, không có chuyên môn đấy. Mình chỉ cây bóng mát, cây công trình này, đầu tư thôi. Những cây bonsai nghệ thuật này nó phải có con mắt. Đấy các bạn nhìn đi. Đấy. Đấy, quay rất là kỹ nha. Góc độ nào nó cũng là cây lùn nực. Có ba tay. Để tay nào nhưng mà lấy cao nhất thì theo mình nghĩ này. Chỉ lấy cao nó khoảng chỗ 3 mét trở lại đẹp. Đấy, cái kia nó bay cao lắm. Đấy. Đây là cái nhãn nhá. Nào hợp vô kia thì alo. Rồi, ok, hãy chia sẻ ngắn cái nhãn này. Chưa.